Xin chào anh em. Chào mừng quay anh em quay trở lại với livestream của Giữ Việt Nam. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với trận quốc chiến thiên tử được diễn ra giữa hai bang hội chính. Đó là Lương Sơn và Kim Long. Thì ở trong thứ 6 tuần trước, Lương Sơn đã chiếm giữ được thành Lâm An. Trong khi đó thì Kim Long có được Biện Kinh. Anh em chờ một xíu nhá, em chờ một xíu. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến chính của trận thiên tử ngày hôm nay. Cuộc đối đầu trực diện của Lương Sơn và Kim Long. Nhưng cũng xuất hiện bên cạnh đó là những anh em đến từ những đồng minh thân cận. Khi bên phía anh em bang Kim Long có sự hiện của anh em bang Ngáo nữa. Còn Lương Sơn, họ có thêm sự hỗ trợ đến anh em bang Ma Giáo. Hôm nay thì Ma Giáo và Lương Sơn sẽ thi đấu ở trong trang phục đội hình của Tống. Và họ sẽ bảo vệ phần map dưới. Trong khi đó thì Kim Long và Ngáo sẽ bảo vệ phần map trên. Bước vào trong trận đấu thiên tử của chúng ta, mỗi bên thì chỉ có tối đa được 55 thành viên và sẽ không được sử dụng bất kỳ một vật phẩm hỗ trợ PK nào giống như chiến cổ, phi tốc hay lệnh bài. Nó sẽ giúp cho những trận đấu của chúng ta trở nên căng thẳng và kịch tính hơn. Một pha giao tranh đang được diễn ra ngay sát phía khu vực mộ này. Kim Long và Ngáo đã quá nổi tiếng với khả năng chinh chiến ở trong Hoàng Sa Lâm Ngao. Không phải ngẫu nhiên họ được mệnh danh là ông vua của thiên tử, ông vua của Tống Kim. Bởi cách sắp xếp ngũ hành cũng giống như cách bài binh bố trận để tạo nên được những lợi thế ở cho các map đấu này. Theo những kèo mà các giới chuyên môn đã nhận định và tổng kèo đã được ra ở trong ngày hôm nay thì lên gần 15 anh búng tay cho trận thiên tử này. Mỗi liên minh đều dồn toàn tâm toàn lực để có thể có thành tích tốt nhất và khởi đầu cho một tuần mới tại server của Mộ Đài của Giết Việt Nam. Cảm ơn rất là nhiều. Em thấy được rằng ngay ở những phút đầu tiên thôi và đến tận bây giờ, những màn giao tranh vẫn đang được diễn ra liên tục và liên tục ở trên tất cả các map đấu. Cách biệt bây giờ đang là 22.000 nghiêng phía bằng Kim Long và Ngáo rồi. Họ đã chơi thực sự tốt ở trong tầm khoảng 13 trận thi đấu vừa qua. Cái danh xưng những ông vua của thiên tử vẫn đang được anh em bằng Ma Giáo và Kim Long giữ gìn rất tốt. Tuy nhiên thì đã có một pha rút ngắn tỷ số đến từ anh em bằng Lương Sơn và Ngáo rồi, Ma Giáo rồi. Còn có 20.592 điểm cách biệt nữa thôi. Lương Sơn và Ma Giáo sẽ phải nỗ lực thật nhiều. Họ thường xuyên nổi tiếng với việc có thể tấn công tổng lực. Vì thế hôm nay rơi vào hệ warp dưới này gần giống như là địa linh và nhân kiệt dành cho Lương Sơn và Ma Giáo rồi. Tuy nhiên trước sức ép đến từ đội hình được tuyển chọn đến từ em bang Ngáo và Kim Long, liệu rằng Lương Sơn và Ma Giáo sẽ hóa giải như thế nào đây? Những tình huống ăn miếng trả miếng đang được diễn ra ngay phía khu vực sát với mộ này. Thế trận mà anh em bằng Kim Long và Ngáo có được đến bây giờ đang có phần là áp đảo hơn so với em bằng Ma Giáo và Lương Sơn. Cảm ơn rất là nhiều. Em đang xem live stream, mọi người thả giúp mình những cái tim, những cái like nhé. Chúng ta đang đến với trận quốc chiến thiên tử được diễn ra giữa anh em bằng Lương Sơn và Kim Long.
Thì trong trận công thành thứ 6 tuần trước thì Lương Sơn đã có được thành Lâm An, và Kim Long thì đã có được thành Biện Kinh, hai thành trì giúp cho hai bang hội có thể gặp mặt nhau một lần nữa. Ngoài tổng kèo 50 cái búng tai bên ngoài ra thì bang hội nào giành chiến thắng ở trong trận thiên tử hàng tuần sẽ mang về 1 triệu đồng tiền mặt đến từ ban quản trị. Các em rất là nhiều. Hôm nay thì Kim Long cũng đang có được sự hỗ trợ rất nhiều đến từ các thành viên của anh em bang Ngáo nữa. Và đương nhiên rồi, Ma Giáo thì cũng có thêm sự góp mặt của anh em đến từ Lương Sơn, sẽ có được sự góp mặt của em đến từ Ma Giáo nữa. Những pha di chuyển rất chậm của Lương Sơn nhằm có thể tìm lại vị trí địa lý ở phía khu vực ngã ba này. Tuy nhiên thì cách biệt đã gia tăng lên 26.462 điểm rồi anh em ạ. Chém rất là nhiều. Ok, chào Jin Nguyễn nhá, chị Hồ Hiếu Bolero, chào Nguyễn Hiệp, chào Huỳnh Hiếu Thông. Mình nghe đồn là kèo hôm nay là 50 cái búng tai anh em ạ. 50 búng tai. Ngoài ra thì được thêm 1 triệu đồng đến từ Dĩ Việt Nam nữa. Phần quà được trao tặng thường nhật bởi Dĩ Việt Nam. Mỗi trận thiên tử bang hội nào thắng thì sẽ được 1 triệu đồng anh em nhé. 1 trận thiên tử đã diễn ra được 15 phút rồi. Và cách biệt đã là 26.000 dành cho liên minh của Kim Long và Ngáo, những người đang thi đấu ở trong đội hình chữ tím này. Chúng ta đang được chiêm ngưỡng set đồ của Tường Nguyên, một trong những cao thủ côn lôn đao đến từ bang hội Kim Long và Ngáo. Đây là bé bảo bối, vị bang chủ của em bang Ngáo. Khá đáng tiếc khi hôm nay ở trong sự kiện cổ mộ anh hùng, chiến đội của bé bảo bối Tuấn Ní 9999 đã thua cuộc trước chiến đội của Tuấn Trọng và nôn vào tường, và chính thức rời khỏi giải đấu của chúng ta. Các em rất là nhiều. Kéo Đồ Sơn thì giờ chắc chưa có anh Hiệp ạ. Em đất rất này đang ổn định về mặt tâm lý, bị vợ bạo hành nhiều quá nên thành ra là đang điều trị tâm lý, nên là chắc là không đi Đồ Sơn được anh em. Các em rất là nhiều. Chúng ta xem lại pha quay chậm tình huống giao tranh ở phía khu vực ngay sát với cây một, thời điểm anh em Lương Sơn và Ma Giáo đã có thể tận dụng được pha thứ nhẫn bồ điên của mình. Tuy nhiên thì rất nhanh thì Ngáo và Kim Long đã có thể giải trừ và có một pha tấn công hiệu quả. Trận đấu có phần trùng xuống rồi. Vâng, có một pha di chuyển của bằng Kim Long và Ngáo đang tiến gần hơn về phía khu vực ngã ba. 28.316 điểm là khoảng cách của hiện tại, và nó đang thuộc về anh em bằng Kim Long và Ngáo, những người đang thi đấu trong đội hình chữ tím này. Ma Giáo và Lương Sơn, mình đi xem mà đang ở đâu đây anh em. Vâng, đang mất dấu của Ma Giáo và Lương Sơn rồi anh em, chờ một xíu, mình sẽ sử dụng đặc quyền của admin để tìm cho nó nhanh. Rồi, đây rồi. Chúng ta đã thấy anh em bằng Ma Giáo và Lương Sơn, họ đang di chuyển ở phía khu vực giữa hai cây 2 và cây 3, và đã có mặt ở gần cây 1 rồi. Tầm khoảng vài giây nữa thôi thì chắc chắn sẽ có giao tranh. 26.414 điểm khoảng cách của trận thiên tử thì đã diễn ra được gần 20 phút rồi. Và một pha bùa điên rất tốt đến từ lực lượng của Ma Giáo và Lương Sơn. Thì 1/3 tuyến đầu của em bằng Kim Long và Ngáo đã mất kiểm soát rồi. Em thấy được rằng trong đội hình của Ma Giáo và Lương Sơn đang có những ác thú yên đánh chặn, và Nga Mi Kiếm có thể kể đến như HP Chị Đại hay HP Chị Hai, và thậm chí thêm cả Hùng Xóa Xăm nữa. Việc có thể sử dụng dàn hệ thủy nhằm hạn chế sự tiếp cận của thiên nhẫn bùa điên cũng là một trong những phương án tốt để bảo tồn và giữ được độ tỉnh táo ở trong các tình huống giao tranh của mỗi liên minh. Hai bên đang đứng rất gần với nhau rồi, thời điểm giao tranh sẽ chuẩn bị được diễn ra. Vào lúc chiều tối nay chúng ta đã có những trận đấu rất là gay cấn ở trong sự kiện của mùa anh hùng, và đến bây giờ lại gặp nhau một lần nữa ở trong trận quốc chiến tiên tử giữa em bằng Kim Long và Lương Sơn.
Không những thế thì có thêm sự góp mặt của những đồng minh thân cận. Ma giáo và ngáo cũng có mặt ở trong cuộc chiến này. Thiên nhẫn bùa điên của ma giáo và Đức Sơn hoạt động tốt ở trong huống vừa rồi. Tuy nhiên điểm số mà họ có được đang ít hơn so với Kim Long và Ngáo, liền tới hơn 20.000 điểm cơ. Cần phải hiệu quả hơn ở trong mỗi pha giao tranh để giúp cho anh em bàng ma giáo và Lương Sơn có thể rút ngắn được tỷ số và đưa trận đấu quay trở về gần với vạch xuất phát hơn. Đúng rồi anh ạ, HP chị Đại, HP chị Hai là người Hải Phòng em nhé, HP Hải Phòng chắc chắn rồi. Hai bên đang thi đấu rất chậm, chỉ là những pha dồn đạp mặc định để chặn đầu đối phương mà thôi. Chào anh Khánh Hưng nhé, đang phát trực tiếp đây anh em, live stream đang phát trực tiếp nhé. Đây là trận thiên tử giữa anh em bằng Lương Sơn và Kim Long. Hôm nay là ngày 31 tháng 10, mà những trận đấu này thì mình sẽ phát trực tiếp nhé. Thông thường có công thành chiến thì mình sẽ phát lại những ngày sau anh em theo dõi nhiều hơn thôi. Còn đối với những trận thiên tử cân não này thì mình sẽ phát trực tiếp. Chào Hồ Xuân Thiều nhé. Không phải ngẫu nhiên mà Kim Long lại có được cái danh xưng là ông vua thiên tử. Họ đã giành quá nhiều chiến thắng ở server Cổ Mộ Đài này, đặc biệt là trong những trận đấu thiên tử cân não, khi hai bên chỉ có tối đa được 55 thành viên thôi. Và hơn thế nữa, sẽ không có bất kỳ sự hỗ trợ nào đến từ chiến cổ, phi tốc hay lệnh bài. Nhưng cảm giác được rằng ở trong tầm khoảng 5 thi đấu vừa qua, liên minh của Ma Giáo và Lương Sơn đang dần dần lấy lại được thế trận rồi. Liên tiếp là những pha rút ngắn tỷ số, tuy nhiên nó vẫn còn khá là dài khi 24.134. Đó là khoảng cách chênh lệch của hiện tại anh em ạ. Vâng, để bình chọn cho anh em bang Ma Giáo và Lương Sơn, anh em sẽ lên cho mình phím T nhé. T trong chữ tiến mặt vuông đây anh em. Còn anh em nào để bình chọn cho em bang Kim Long và Ngáo thì sẽ lên cho mình phím K nhé. Các em rất là nhiều. Vâng, vậy là đã có một pha rút ngắn tỷ số khá nhiều đến từ liên minh của Ma Giáo và Lương Sơn rồi. Bây giờ thì chênh lệch chỉ còn có 15.140 điểm thôi. Anh em thấy được rằng là Thúy Yên đang đứng ở trung tâm đội hình của anh em bang Ma Giáo và Lương Sơn, với tình huống đánh chặn rất tốt, thậm chí thêm cả ác Nagoza này nữa. Một Nga Mi kiếm 30 tốc, 47 điểm sát thương, 65%. Một cây kiếm vàng mà ngỡ như một cây vô gian vậy anh em ạ. Đèo hai nhẫn kim quang để giúp cho lượng sát thương đến từ Tam Nga Tề Tuyết đẩy lên mức độ cao nhất, nhằm hạn chế tầm ảnh hưởng của thiên nhẫn bùa điên. Những hướng bung máu rồi. 14.276 điểm nữa thôi. Ok cho anh Huỳnh Thanh Tú nhá. Để cho anh em xem cây kiếm vàng, kiếm lăng nhạc của Khương Hội thì phải. Anh em chờ một xí. Này xem đây, Khương Hội đây. Đây cũng là cây kiếm lăng nhạc duy nhất tại Cổ Mộ Đài chúng ta. Hiện tại thì đang được định giá với số tiền tầm khoảng 50 triệu đồng. Tuy nhiên thì Khương Hội vẫn đang phải đeo dây chuyền xanh, vẫn chưa thể sở hữu được dây chuyền cập phong. Bởi vì tại server Cổ Mộ Đài này, đồ xanh đang tỏ ra vô cùng khan hiếm và có giá trị. Ok, cảm ơn anh Khánh Hưng nhé, một cái biệt danh rất là hay, thỏ nhỏ bé. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh em đang ở trên TikTok thì có thể chạm hai nhát vào màn hình để thả tim mở like giúp mình, giống như em ở trên Facebook cũng vậy. Cảm ơn rất là nhiều. Chúng ta đang đến với trận thiên tử giữa Lương Sơn và Kim Long, và cũng đang là sự góp mặt của những đồng minh thân cận đến từ Ma Giáo và Ngáo nữa. Vâng, đây là Hùng Xóa Xăm anh em này. Cây kiếm vô gian 30-54 sát thương và 3 cấp. Hiện tại thì theo như đồ đạc cái này, mình nghĩ cũng là một trong những dàn đánh chặn đến từ đội hình của Ma Giáo và Lương Sơn. Anh em thấy được rằng HP chị 2 đang tung sờ kill của Thúy Yên rất là đẹp. Một trong những sờ kill được bình chọn là đẹp nhất của Võ Lâm Truyền Kỳ. Lôi đài bốc thăm rồi anh em. Anh em bằng Ngáo và Lương Sơn sẽ đánh trận 1 nhé. Kim Long Ma Giáo đánh trận 2. Sau đó thì hai đội thua cuộc sẽ đánh tranh giải 3. Còn hai đội thắng cuộc thì sẽ vào tranh giải vô địch và giải nhì. Vâng, một pha xoay đỉnh rất đẹp của Kim Long và Ngáo. Tuy nhiên thì Lương Sơn và Ma Giáo cũng đã phát hiện ra rồi. Pha giao tranh của chúng ta đang được diễn ra ở phía vực ngay sát cây 1 và cây 2. Vẫn là những tình huống bùa điên rất xuất sắc tới từ hai đội hình này. Tuy nhiên thì thế trận đang có phần dần dần trở lại với anh em bang Ma Giáo và Lương Sơn nhiều hơn.
Vâng, một pha lật kèo rất tốt đến từ Kim Long và Ngáo anh em ạ. Ngay trong khi tình huống của Thiên Nhẫn Bùa Điên bên Ma Giáo Lương Sơn hết tác dụng thì Kim Long và Ngáo đã có một pha dâng cao đột ngột. Chào anh Khánh Nguyễn nhá, chào Long Hoàng Việt, chào Trần Hướng nhá. Xem kiếm của Nagoza. Ok, tí mình cho anh em xem. Chào Hồ Xuân Thiều nhá, dây chuyền xanh hạng 20 là cũng đẹp anh ạ, nhưng mà nó vẫn không đẹp bằng cái dây cập phong anh em ạ. Dây cập phong này là đẹp. Náo loạn rồi anh em ơi. Vẫn là dàn Thiên Nhẫn Bùa Điên đến từ lực lượng của hai bên. Hôm nay do mình vào bằng đặc quyền của admin để tránh ảnh hưởng tới số lượng thành viên tham gia của hai bên nên sẽ không cho anh em xem được bảng top 10 được. Chúng ta chỉ dựa vào những thống kê được gửi về từ hệ thống để xem chênh lệch giữa hai bên mà thôi. Bởi vì trong trận thiên tử này mỗi bên sẽ có được 55 thành viên. Vâng, một pha rút ngắn điểm số đến từ Ma Giáo và Lương Sơn rồi anh em ạ. Chênh lệch bây giờ chỉ còn có 10.522 điểm nữa thôi. Vâng, cảm ơn anh Khánh Hưng nhá, cảm ơn anh rất là nhiều. Úi giời, còn tặng hoa cho mình nữa, sợ thật đấy, cảm ơn anh em. Anh em đến mà ngồi xem live stream là vui rồi anh em ạ. Chúng ta sẽ xem lại tình huống quay chậm giao tranh ở khu vực cây 2 và cây 3. Quá kinh khủng anh em ạ. Gần như 55 cá nhân được tuyển chọn từ mỗi liên minh đều đang cống hiến thi đấu hết mình. Bây giờ việc của họ nằm xuống đều là những gánh nặng cho những em ở phía sau, giống như tình huống của Ma Diệm này. Quá Thiên Nhẫn Bùa Điên, những cái chết không đeo lại hiệu quả như thế nào. Ok, chào Thanh Tùng nhá, chào Đỗ Anh Kiệt nhá. Ok, không phải mấy nay mình đang ốm ấy ạ, mình đang ốm, cái giọng của mình nó không được tốt cho lắm. Với đầu óc nó đang lâng lâng kiệt ạ. Bị cả mất tuần nay rồi. Nói là nói gố chứ cổ họng đau lắm. Vâng, cách biệt bây giờ là còn có 9.256 thôi anh em ơi. Hiện tại thì do NPC ở server chúng ta chỉ có 5 điểm một con thôi. Vì thế chăn NPC sẽ không phải là một phương án hiệu quả. Nếu tách một dàn ác ra để chăn NPC thì sẽ rất thiệt thòi ở trong những pha giao tranh tổng lực như thế này. Vâng, tiếp theo sẽ có một pha đối đầu được diễn ra phía khu vực ngay giữa cây 2 và cây 3 này. Kim Long và Ngáo vẫn đang có những pha xoay chuyển đội hình rất đẹp nhằm bắt vào cái đuôi của Ma Giáo và Lương Sơn. Nhưng không hề dễ dàng gì. Liên minh màu vàng cũng đã có một pha rút lui nhanh chóng rồi. Quá hiểu nhau ở trong server cổ mộ đài này. 13 tháng chinh chiến. Và đó là khoảng thời gian mà mỗi bên tìm ra những điểm yếu và điểm mạnh. À, không có kiệt ạ, không có kiệt ạ. Ít nữa chắc phải xin trợ cấp thôi. May là ốm nhiều quá. Vâng, vậy là Kim Long và Ngáo tiếp tục đẩy lên rồi. Họ quay lại nhưng mình nghĩ sẽ có một pha phản công trở lại. Kim Long và Ngáo nổi tiếng đòn đánh hồi mã thương như bây giờ anh em nè. Họ giá vào rút lui nhưng sau đó sẽ quay trở lại đột ngột để tấn công. Tình huống giao tranh đang được diễn ra ngay sát cây 1 và trước đá. Vâng, vẫn là một màu vàng quen thuộc đến từ Ma Giáo và Lương Sơn. Trong khi đó thì màu tím đến từ bang Kim Long và Ngáo. Một trận thiên tử diễn ra trong vòng 60 phút. Bây giờ đã chuẩn bị diễn ra được một nửa rồi. Và cách biệt đang chỉ có 9.000 điểm em ạ. Những con số biết nói để phản ánh lên chất lượng cũng giống như độ kịch tính của trận đấu ngày hôm nay. Khi tổng kèo mà chúng tôi ghi nhận được đang là gần 50 cái búng tay đến từ mỗi liên minh. Ngoài ra khi kết thúc trận đánh này, bằng hội nào giành chiến thắng sẽ mang về 1 triệu đồng tiền mặt nữa. Các em rất là nhiều. Vâng, một pha phản công xuất sắc từ đồn hồi mã thương quen thuộc giúp anh em bằng Kim Long và Ngáo gia tăng cách biệt lên là 11.612 điểm rồi. Chúng ta sẽ xem lại tình huống giao tranh tại phía khu vực sát với cây 1. Tình huống mà anh em Kim Long và Ngáo đã có một pha hồi mã thương xuất sắc như thế nào. Tuy nhiên ngay bây giờ đây, anh em bằng Ma Giáo và Lương Sơn cũng đã có một pha tổ chức tấn công nhanh lên phía sát với cây 2 rồi. Tuy nhiên thì 4 đến 5 mác của họ khi chưa kịp rút lui đã phải nằm xuống rồi. Cơ hội để cho anh em bằng Kim Long và Ngáo sẽ tiếp tục nới rộng được khoảng cách. Vâng, tầm khoảng 50 búng tay cho trận đấu ngày hôm nay anh em ạ. Rất sôi nổi và kịch tính. Vì thế các bang hội sẽ phải thi đấu một cách hiệu quả hơn. Không hề dễ dàng gì cho một trận đấu cân não. Mỗi bên chỉ có được 55 thành viên thôi. Hiện tại thì Tống đang là 54 người.
và Kim cũng đang là 54 người. Những tình huống ngao ác để giảm thiểu tối đa việc dâng điểm cho đối phương. Ok, chào anh Trần Nhân nhá, chào Hiếu Borodeo, chào người xưa. Vâng, chào tất cả anh em đang ngồi theo dõi cả ở trên Facebook và TikTok, các em rất là nhiều. Rất gay cấn em ạ. Trận đấu đã bước sang phút thứ 30 rồi. Và theo ghi nhận chênh lệch mới chỉ là 13.000 điểm thôi. Một tình huống thi đấu hơi lỗi đến từ hai ác thiên nhẫn bùa điên của anh em bang Kim Long và Ngáo. Họ đã chết và không mang lại hiệu quả gì nhiều. Cũng giống như thái đầu gấu ở trong tình huống này. Khi trận đấu của chúng ta đã quay lại rất gần với vạch xuất phát rồi, anh em có thể dự đoán kết quả xem liên minh nào sẽ giành chiến thắng. Anh em nào bình chọn cho Ma Giáo và Lương Sơn sẽ lên cho mình chữ T nhé. Còn anh em nào mà bình chọn cho Kim Long và Ngáo thì sẽ lên cho mình chữ K. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Vâng, K để bình chọn cho liên minh màu tím này. Còn T sẽ bình chọn cho liên minh màu vàng. Thử xem con mắt nhìn nhận trận đấu của chúng ta có chính xác hay không. Bởi vì trận đấu bây giờ đã diễn ra được 30 phút và cách biệt mới chỉ là 13.000 điểm thôi. Vẫn chưa thể nói trước một điều gì. Chào Trần Tùng nhé, chiều Vinamilk nhé. Anh em nào đang xem livestream bị lag thì có thể tắt wifi đi và dùng 4G để xem anh em nhé. Một số nhà mạng họ đang bóp băng thông vào cái khung giờ buổi tối này nên sẽ làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của anh em. Thi đấu rất chậm rãi anh em ạ. Mỗi bên 55 người và sẽ không được hỗ trợ sử dụng các vật phẩm như chiến cổ hay lệnh bài hay phi tốc. Vâng, tiếp tục đánh nhau rồi anh em. Lần này thì nó lại được diễn ra ở phía khu vực ngay sát cây 1 và cây 2. Chính xác rồi anh em ạ. Vẫn là dàn thiên nhẫn bùa điên của anh em bang Ma Giáo và Lương Sơn đã ra tay nhanh hơn. Tuy nhiên sự hiệu quả đến từ lực lượng tuyến 2 lại đang thể hiện dần cho anh em bang Kim Long và Ngáo. Điểm số đang nhảy từng chút một. 13.000 điểm thôi anh em ạ. Hiện tại thì đang là 13.000 điểm cách biệt dành cho liên minh màu tím anh em nhé. Anh em nào để bình chọn cho liên minh màu tím thì lên phím K nhé. Còn anh em nào mà bình chọn cho liên minh màu vàng thì lên cho mình phím T. Các anh em rất là nhiều. Hôm nay thì mình thấy được rõ ràng liên minh của Ma Giáo và Lương Sơn đang sử dụng rất nhiều thiên nhẫn bùa điên ở trong những tình huống giao tranh. Họ đã rất thành công ở trong các trận đấu tống kim. Tuy nhiên ở trong trận đấu thiên tử này thì nó cũng không phát huy được hiệu quả tối đa là mấy. Bởi vì cách biệt bây giờ vẫn đang là hơn 15.000 điểm dành cho liên minh màu tím, nhưng em đến từ Kim Long và Ngáo. Liệu rằng ở những phút tiếp theo có sự thăng hoa đến từ đội hình của Ma Giáo và Lương Sơn này không, để cho họ có thể rút ngắn được tỷ số. Sau đó thì sẽ nghĩ tới việc có thể lật kèo. Những tình huống quay chậm có thể cho anh em thấy lại rõ ràng hơn ở trong những pha giao tranh. Rất rõ nét anh em ạ. Liên minh của Kim Long và Ngáo đã rút về phía khu vực ngã ba sân nhà của mình để tập trung rồi. Mặc dù thì cấp độ của server đã trải dài ở 14x tới 15x, nhưng ở trong những trận đấu thiên tử như thế này, liên minh của Kim Long và Ngáo đang sử dụng những ác đường môn bom để gây ra hiệu ứng ở trong những cuộc giao tranh tổng lực. Khi đội hình của Ma Giáo và Lương Sơn dâng cao, họ sẽ dính vào những làn mưa bom đã đặt ở dưới chân. Và một pha xoay đội hình rất nhanh của em bang Kim Long và Ngáo ở trong tình huống vừa rồi. Họ đã văng ra đằng sau cây 2 và vẫn là nhắm vào cái đuôi của Ma Giáo và Lương Sơn. Quá kinh khủng em ạ. Những nhịp di chuyển cảm giác như đi ở trong bụng nhau vậy. Sẽ cần thêm thời gian để cho Ma Giáo và Lương Sơn tìm ra những phương án hiệu quả để rút ngắn được tỷ số. Khi ở trong tầm khoảng 10 phút thi đấu vừa qua, sự hiệu quả đang dần dần nghiêng về phía anh em bang Kim Long và Ngáo. Cách biệt đã là 17.602 điểm rồi anh em ạ. Mặc dù trận đấu chúng ta mới chỉ diễn ra 34 phút thôi và 15.000 rồi.
thêm một pha rút ngắn tỷ số đến từ Ma Giáo và Lương Sơn. Đây sẽ là cơ hội để cho họ rút thêm điểm khi rất nhiều á của anh em bằng Kim Long và Ngáo đã bị Thiên Nhẫn bùa điên làm loạn ở chỗ này rồi. Có thể về mặt thế trận Ma Giáo và Lương Sơn đang đuối hơn, nhưng xét về dàn Thiên Nhẫn bùa điên, sự hiệu quả của anh em bằng Ma Giáo và Lương Sơn có phần tốt hơn so với dàn Thiên Nhẫn của anh em bằng Kim Long và Ngáo. Mỗi bên đều có những điểm mạnh và điểm yếu, và khi ai có thể phát huy được tối đa những ưu điểm của mình, nó sẽ có những lợi thế ở trong những cuộc giao tranh tổng lực như thế này. Lương Sơn và Ma Giáo đang ép về phía khu vực ngã ba của nhà Kim, nơi anh em bằng Kim Long và Ngáo đang cố sức để phòng thủ anh em ạ. Vâng, điểm số đã rút xuống còn 4 chữ số thôi anh em, 9.926 điểm rồi. Nếu có thể chơi tốt được như ở trong 5 phút đấu vừa rồi, có lẽ thời điểm để anh em bằng Ma Giáo và Lương Sơn cân bằng kết quả đang rất cận kề. Tình huống anh em bằng Kim Long xoay lên đằng sau cây 2 đã cho ta thấy được sự mượt mà như thế nào. Thiên Tử là một trong những cuộc đối đầu đầy cân não, khi hai bên chỉ có được tối đa 55 thành viên. Hơn thế nữa, họ bắt buộc phải chiếm được một trong hai thành trì là Biện Kinh và Lâm An ở trong trận công thành thì mới có quyền tham gia vào trận Thiên Tử này mà thôi. Khoảng cách tiếp tục rút ngắn dành cho Ma Giáo và Lương Sơn, 9.296 điểm anh em ạ. Trận đấu đã bước sang phút thứ 36 rồi, khoảng thời gian mà anh em bằng Kim Long và Ngáo luôn luôn đưa ra những cú lừa đánh vào lòng kiên nhẫn của Ma Giáo và Lương Sơn. Nago ra, nó đã Nga Mi kiếm đang đứng ở trong đội hình đánh chặn của Ma Giáo và Lương Sơn. Cây kiếm xanh rất đẹp em ạ, 30.47 điểm và 56%. Lương Sơn và Ma Giáo đang dâng cao rồi, họ sẽ phải thật cẩn thận, bởi vì nếu kéo giãn đội hình của mình ra thì sai số sẽ xuất hiện nhiều hơn, và thời điểm để cho Kim Long Ngáo trừng phạt là điều hoàn toàn có thể thấy được. Một pha tấn công rất xuất sắc của Ma Giáo và Lương Sơn ở phía đằng sau cây 3 này, em thấy rõ ràng được rằng thì anh em bằng Kim Long và Ngáo đang có phần mất chủ động ở trong tình huống vừa rồi, khi họ để cho Ma Giáo và Lương Sơn tiến tới rất sát. Thế trận đang có phần cân bằng, sẽ còn mất tầm 5 tới 10 giây nữa để ngã ngũ được trận đấu này. Dường như những lợi thế đang có phần nghiêng về Ma Giáo và Lương Sơn trong trận đấu này, khi lực lượng màu tím của Kim Long và Ngáo đã nằm xuống khá nhiều rồi anh em ạ. Thời cơ để cho Liên Minh màu vàng có thể rút ngắn được điểm số. Con gái vua đang thi đấu rất cao ở trên mặt trận tấn công. Trong những trận đánh như thế này thì lợi thế đến từ 158 tốc đánh ngoại công của Côn Lôn là điều hoàn toàn có thể đem lại những lợi thế ở trong lực lượng tuyến 2. Con gái vua, Côn Lôn duy nhất sở hữu cái đao xương tinh để có thể đẩy tốc độ đánh ngoại công lên vượt 158 anh em ạ. Vâng, vậy là chênh lệch chỉ còn 3.850 điểm nữa thôi anh em ơi. 3.850 điểm, rất gần với vạch xuất phát rồi. Ma Giáo Lương Sơn đã rút về phía khu vực trước đá. Chúng ta sẽ xem lại tình huống quay chậm mà anh em bằng Ma Giáo Lương Sơn đã có một pha tấn công bất ngờ, làm cho anh em bằng Kim Long và Ngáo không thể nào phòng ngừa được em ạ. Pha giao tranh ở phía khu vực cây 3 đã giúp cho Lương Sơn và Ma Giáo rút ngắn được 6.000 điểm số. Quá hay anh em. Càng trôi về những phút cuối cùng thì trận đấu này lại chẳng trở nên kịch tính hơn.
Vâng, một pha tấn công bất ngờ của nhà bàng Kim Long vàng áo đằng sau cây 1 này. Tuy nhiên bùa điên thiên nhẫn của Ma Giáo một lần nữa phát huy hiệu quả rồi. Nếu hôm nay Ma Giáo và Lương Sơn có thể lật kèo thành công thì những ác thiên nhẫn bùa điên của họ sẽ được vinh danh hơn bao giờ hết. Những tình huống đã có thể xé tan hàng phòng ngự đầy kỷ luật đến từ Kim Long và Ngáo. Em thấy được rằng mỗi lần giao tranh thì gần như 1/3 đội hình màu tím của Kim Long Ngáo đều bị mất kiểm soát rất nhiều. Thời cơ cho lượng tuyến 2 có thể dồn lên và tổ chức một pha phản công nhanh. Quá hay anh em ạ. Càng chơi ở những phút cuối này, liên minh của Ma Giáo và Lương Sơn càng trở nên nhuần nhuyễn hơn. Có lẽ sau trận đấu vừa rồi, cách biệt đã tiệm cận con số 0. Và thậm chí thì có phần nào đó đang nghiêng ở phía bang Kim Long và Ma Giáo và Lương Sơn rồi. Chúng ta tiếp tục xem lại tình huống quay chậm. Quá hay anh em ạ, thiên nhẫn bùa điên. Ma Giáo và Lương Sơn bây giờ đang rút về phía khu vực nhà mình để tập trung lại nhân lực và lượng máu anh em ơi. Điểm cách biệt bây giờ chỉ là 1.502 điểm thôi anh em. Rất gần với con số 0 rồi. Trận đấu sẽ chuẩn bị quay trở về vạch xuất phát. Xin chúc mừng cho Ma Giáo và Lương Sơn. Họ đã chơi rất cố gắng và thực sự hiệu quả ở trong tầm khoảng 10 phút đấu vừa qua. Từ khoảng cách 26.000 điểm và bây giờ chỉ còn lại là 1.500 điểm nữa mà thôi. Đến bây giờ anh em đã lên phím ca nằm kèo cho Kim Long và Ngáo. Sẽ chuẩn bị hướng quay xe rồi. Anh em bây giờ vẫn còn thời gian để bình chọn nhá, cho trận kèo lên 50 búng tay này. Để bình chọn cho Ma Giáo và Lương Sơn, anh em sẽ lên cho mình phím T nhá. Còn để bình chọn cho Kim Long và Ngáo, anh em sẽ lên cho mình phím K. Cảm ơn em rất là nhiều. Vâng, 1.394 điểm nữa thôi. Hệ thống chăn NPC của Ma Giáo và Lương Sơn đang hoạt động hết công suất. Con gái vua đã có một tình huống đi lẻ rồi. Nhìn cách đi cảm giác giống thành quẩy vậy. Những bất thường thầm thọt để đi chăn NPC. Vâng, chữ T xuất hiện nhiều hơn ở trên phần comment của anh em rồi. Khán giả đã quay xe rất nhiều khi chuyển mục tiêu ủng hộ cho anh em bang Lương Sơn và Ma Giáo ở những phút cuối cùng này. Khi khoảng cách từ hơn 20.000 điểm họ đã gỡ xuống chỉ còn có 1.300 điểm thôi. Vậy thì những anh em đang ủng hộ cho Kim Long và Ngáo đâu? Hãy lên phím K để cân bằng nào. Các anh em rất là nhiều. Ok Quang Lâm, ok bố thị mẹt. Hiện tại quân lực của hai bên đang là khá cân bằng. Tống đang là 55 người và Kim đang là 53 người. Các cao thủ họ quá nhuần nhuyễn với việc ao ác ở trong trận thiên tử này. Bởi vì khi đã lên cấp độ hiệu úy hay thống lĩnh hay đại tướng thì việc phải nằm xuống ở trong những giao tranh sẽ biếu điểm cho đối phương rất là nhiều. Vì thế các cao thủ họ sẽ căn tình huống ghi lượng máu của mình xuống dưới 25% thì sẽ ALTX để ao ra một cách nhanh chóng và vào lại. Đội hình của em bằng Kim Long và Ngáo đã đẩy lên phía khu vực ngã ba này rồi. Chúng ta sẽ xem lại tình huống giao tranh ở phía khu vực ngay sát cây 1. Lúc mà anh em bằng Kim Long và Ngáo đã tổ chức một pha tấn công nhanh, nhưng một lần nữa lực lượng thiên nhẫn bùa điên đến từ Ma Giáo Lương Sơn lại hóa giải nó một cách thành công. Tốc độ trận đấu đang có phần giảm xuống. Khoảng thời gian mà hai soái của mỗi bên sẽ đang cố gắng để tìm ra những phương án hiệu quả. Vâng, vậy là lần đầu tiên trong trận đấu này, liên minh của Lương Sơn và Ma Giáo đã vươn lên dẫn trước rồi. Cách biệt đang là 898 điểm anh em ạ. Lần đầu tiên trong trận đấu này, Lương Sơn và Ma Giáo vượt mặt được Kim Long và Ngáo. Tuy rất gian khổ và chậm, nhưng thực sự chúng ta nên dành những lời khen dành cho Ma Giáo và Lương Sơn. Họ đã chơi rất cố gắng ở trong tầm khoảng 15 phút thi đấu trở lại đây. Khoảng thời gian khi Kim Long và Ngáo đã đánh mất phong độ. Từ 24.000 điểm cách biệt và đến bây giờ điểm số đã san bằng. Ma Giáo và Lương Sơn đã vươn lên dẫn trước với hơn 800 điểm. Mặc dù thì nó mỏng manh giống như dây áo của em chân vậy, nhưng đó cũng xứng đáng với những nỗ lực đến từ Ma Giáo và Lương Sơn rồi. Vâng, tiếp tục là một tình huống nhích dần của Ma Giáo và Lương Sơn ở phía vừa gần với cây ba.
không có chỗ cho những sai lầm. Một tình huống di chuyển lỗi, nó đồng nghĩa với việc sẽ biếu cho đối phương tầm khoảng từ 3 tới 5k điểm trong trận đấu thiên tử cân não như thế này. Thì một điểm thôi cũng có thể tạo nên được một sự bất lợi rồi anh em ạ. Em rất là nhiều. Ít nữa thì mình sẽ sắp xếp thời gian để training cho em Bảo Trân của chúng ta những kinh nghiệm để có thể lên tường thuật cũng giống như bình luận những trận đấu thiên tử đỉnh cao như thế này dành cho anh em. Cảm rất là nhiều. Anh em nào mà muốn em Trân sắp tới mà lên bình luận và tường thuật trận đấu như này thì có thể lên cho mình phím B anh em nhé. B ở trong chữ... À không phải, em đừng nghĩ bậy nhé. B ở trong chữ Bảo Trân anh em nhé. Cảm rất là nhiều. Vâng, 208 rồi em ơi. Điểm số bây giờ mình không dám tin vào mắt mình đâu em ạ. Chỉ 208 điểm là chênh lệch thôi. Và trận đấu của chúng ta đã bước sang phút thứ 45. Sẽ chỉ còn 15 phút cho những nỗ lực đến từ 4 bang hội và hai liên minh này. Quá hiểu nhau rồi. Một pha xoay đình rất đẹp của Ma Giáo vào Lương Sơn khi vòng răng sau cây 2. Thì nhấn Bùi Điền Hòa đã bắt được vào đội hình của Kim Long rồi. Sẽ là gia tăng cách biệt hay để cho Kim Long và Ngáo lật kèo ở trong tình huống này đây. Lương Sơn và Ma Giáo đã rút lui rồi. Cơ hội phản công nhanh dành cho Ma Giáo của Kim Long và Ngáo anh em ơi. Ok, cảm ơn anh Khánh Hưng nhé. Cảm ơn tất cả anh em. Ok, Hiếu Bơ đây rồi. Rất rằng coi em ạ. Thực sự một trận đấu lên đến gần 50 cái búng tai như thế này thì cũng không ai dám mạo hiểm. Vâng, vậy là anh em bằng Kim Long và Ngáo đã có một pha lật kèo rồi. 1076 điểm đang nghiêng về phía liên minh màu tím. Rất kịch tính anh em ạ. Những pha rượt đuổi tỷ số ăn miếng trả miếng đến từ hai thế lực của chúng ta. Liên minh màu tím của Kim Long và Ngáo, trong đó liên minh màu vàng của Ma Giáo và Lương Sơn. Tình huống mà anh em bằng Ma Giáo và Lương Sơn đã đánh mất điểm là tình huống chúng ta đang được xem lại như bây giờ. Không hiểu sao khi đang tấn công tổng lực thì Lương Sơn và Ma Giáo lại rút lui như thế vậy. Họ đã biếu không những cái đuôi còn sót lại cho anh em bằng Kim Long và Ngáo. Để khoảng cách đang từ 208 bây giờ đang là âm 1070 mấy điểm đấy anh em ạ. Những pha sàng qua sàng lại đầy tính toán anh em ơi. Vâng, con chim non đã phải nằm xuống rồi. Ở bên phía Ma Giáo Lương Sơn thì có xoài non, còn ở bên phía Kim Long và Ngáo thì có con chim non, và ở trên live stream của Việt Nam thì sẽ có con thỏ non anh em nhé. Các em rất là nhiều. Thiền nhẫn bùa điên vẫn là một cái gì đó rất khó chịu anh em ạ. Một cú thiền nhẫn bùa điên thành công thôi, nó sẽ kéo theo 6 ác ở trong phạm vi xung quanh, mất 4 giây mất kiểm soát. Anh em thử nhân lên, nếu có 10 con thiền nhẫn thì sẽ là 40 ác. Quá kinh khủng. Ma Giáo và Lương Sơn đang chơi rất tốt ở tình huống này. Thì họ đã khiến cho 1/6 đội hình em bằng Kim Long Ngáo bị bắt lại ở phía của cây 3 rồi. Liên minh màu tím đã bị chia thành 2 phần. Và tất nhiên rồi, những phần còn sót lại sẽ phải nằm xuống thôi. Cơ hội rất tốt để cho Ma Giáo Lương Sơn đã có thể gia tăng cách biệt đến 4634 điểm anh em ơi. Một trận đấu nhưng tỷ số đã lên tới hơn 5000 điểm rồi. Rất kịch tính. Không biết bây giờ tôi sẽ nên nằm phím K hay nằm phím T nữa anh em ạ. Vâng, có lẽ fan của Dũa thì bên nào thắng tôi sẽ cổ vũ cho bên đấy thôi. Hiện tại thì đang là sự áp đảo đến từ anh em bằng Ma Giáo và Lương Sơn, những người đang thi đấu ở trong đội hình chữ vàng. Hôm nay thì mình có thêm được rất nhiều biệt danh mới anh em ạ. Đầu tiên là thỏ nhỏ bé, và đến bây giờ thì lại thêm một cái biệt danh nữa, đó là thỏ sao lăn. Cảm ơn anh Khánh Hưng ạ, cảm ơn tất cả anh em. Chào Hiếu Bolero nhé. Hôm nay do mình vào bằng quyền admin nên không cho em xem top 10 được, chỉ cho anh em xem được kết quả và chênh lệch của hai đội hình thôi. Còn 11 phút nữa
cũng không ai dám nói chắc về một chiến thắng dành cho Liên Minh nào. Tuy nhiên chúng ta vẫn có quyền để bình chọn em nhé, để ủng hộ cho Liên Minh của Kim Long và Ngáo. Đội hình màu tím này, anh em sẽ lên cho mình phím chữ T. À phím chữ K, phím K em nhé, phím K. Màu tím là phím K. Còn để ủng hộ cho Liên Minh màu vàng, Ma Giáo và Lương Sơn này, anh em mình sẽ comment cho mình phím T nhé. Đây sẽ là khoảng thời gian đấu trí dành cho mỗi liên minh. Tâm lý ai vững vàng hơn ở trong thời điểm nhạy cảm này sẽ giúp cho liên minh của mình giành chiến thắng anh em ạ. Trận đấu không dành cho những cái đầu nóng. Thì nhẫn bùa điên của anh em bằng Kim Long và Ngáo đang di chuyển rất cao nhưng không đem lại hiệu quả. Vâng, băng ngăn tuyết có tiêu diệt được thiên nhẫn không? Tèo rồi em ạ. Về với ông bà ông vải rồi. Nếu công tâm mà nói thì thiên nhẫn bùa điên của Ma Giá và Lương Sơn đã chơi tốt hơn ở trong trận đấu này. Một pha vẩy bùa điên rất tốt đến từ mẹ vợ tao. Và ngay sau đó có một pha tấn công nhanh đến từ anh em bằng Kim Long và Ngáo. Tuy nhiên thì Ma Giáo Lương Sơn đã nhận ra rồi khi họ đã cụm thành một hình tròn và đang mặc định. Không dễ dàng gì để cho Kim Long và Ngáo có một pha tiếp cận nhanh anh em ạ. Thời gian còn 9 phút nữa thôi. Bài toán tâm lý bây giờ sẽ là cực kỳ khó giải khi bốn bác hội này đã chinh chiến với nhau 13 tháng tại server của bộ đài này rồi. Kim Long và Ngáo đang cặp dần về phía khu vực cây 4 này. Thái Đại Bàng đóng một pha hy sinh. À không, rút lui được rồi. Rất may cho anh. Ngay sau đó là một tình huống dâng cao đến từ thiên nhẫn bùa điên ma diệm cùng với con chim non. 6.498 điểm. Mặc dù nhảy không nhiều nhưng nó đang nhích dần cho Ma Giáo và Lương Sơn. Anh em tiếp tục bình chọn cho mình nhá. Ủng hộ cho Liên Minh màu vàng sẽ là chữ T. Comment chữ T em nhá. Còn ủng hộ cho Liên Minh màu tím thì sẽ là chữ K. Cảm rất là nhiều. Rất căng thẳng. Cảm ơn anh Khánh Hưng nhá. Chào Sơn. Chào Quang Lâm. Chào Hữu Bố Lê Dô. Một trận đấu cực kỳ khó đoán. Ở những phút đầu tiên, liên minh của anh em bằng Kim Long và Ngáo đã có được cách biệt là 24.000. Sau đó là những pha rượt đuổi tỷ số đến từ anh em bằng Ma Giáo và Lương Sơn. Và đến bây giờ, cách biệt đang là 6.656 điểm dành cho liên minh của Tống. Quá hay anh em ạ. Những em nào mà hôm nay không có thời gian xem trực tiếp live stream với Việt Nam thì khá là đáng tiếc. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn một sự lựa chọn, đó là sẽ truy cập vào kênh YouTube Dĩ Việt Nam để xem dễ dàng hơn. Xem trên YouTube chúng ta có thể xem trên màn ảnh rộng em nhé. Xem ở trên TV được ấy. Ma Giá và Lương Sơn vẫn đang chơi khá chắc chắn ở phía khu vực sát với cây 1 này. Trong cái đó thì anh em bằng Kim Long và Ngáo đã có những tình huống di chuyển nhiều hơn. Tuy nhiên thì vẫn chưa tìm ra được điểm yếu của Ma Giá và Lương Sơn. Quá hay anh em ạ. Một trận đấu mà 55 cái tên đều được tuyển chọn kỹ lưỡng đến từ mỗi liên minh, đang cho khán giả chúng ta thấy được một trận đấu cực kỳ cân não. 6.926 điểm được tạo ra sau 53 phút thi đấu. Còn 7 phút nữa thôi anh em. 7 phút nữa thôi. Anh em đang xem live stream bị lag thì có thể thả tắt wifi đi và dùng 4G nhá. Ngoài ra thì có những tình huống phát chậm như này, tình huống quậy chiếu vai như thế này, em nhìn thấy nó hơi giật. Để mình quay chậm đây anh em. Quay chậm thì em thấy được rõ nét hơn. Rồi những pha bung máu đầy chiến thuật. Xin hoàn, xin hoàn, xin cuộc cơ đâu rồi. Nhập nhanh lắm anh em ạ. Đội hình của em bằng Kim Long và Ngáo đã quay trở lại khu vực ngã ba rồi.
Chào anh chơi bầy quá nhá. Chào Sơn nhá. Chào tất cả anh em. Anh em đang xem livestream tiếc gì thả giúp mình những cái tim, những cái like nào. Vâng, nhấp hai phát ở màn hình thôi là đã có một cái tim nổi lên rồi. Cảm em rất là nhiều. Vâng, một pha phản công nhanh đến từ anh em bang Kim Long và Ngáo. Họ đã chọn phương án tiếp cận từ đằng sau cây một. Một phương án có phần hiệu quả khi anh em bằng Ma Giáo và Lương Sơn đang tỏ ra lúng túng rồi. Cơ hội tốt để cho Kim Long và Ngáo có thể rút ngắn được tỷ số của mình. Rất hay anh em ạ. Một pha xoay đội hình xuống dưới đằng sau Ngáo à. Vâng, đúng vào sườn của Ma Giáo và Lương Sơn em ạ. Anh em muốn ăn tim gan này hay ăn cháo sườn? Vâng, Kim Long đã nhặt được rất nhiều sườn ở trong trận đấu này. Một pha xoay chuyển đầy khôn ngoan chọc thẳng vào sườn của Ma Giáo và Lương Sơn. Tuy nhiên sẽ phải thật cẩn thận. Đây đang là phần sân nhà của Ma Giáo và Lương Sơn. Họ sẽ có thể tập trung và di chuyển ra nhiều hơn một cách nhanh chóng. Từ 8.900 điểm, anh em bằng Kim Long và Ngáo đã rút xuống còn 5.636 điểm. Và sau trận đấu này mình nghĩ nó sẽ rút ngắn xuống còn có 1-2.000 điểm thôi anh em ạ. Rất xuất sắc ở trong tình huống vừa rồi đến từ anh em bằng Kim Long và Ngáo. Một trong những tình huống có thể hiện được nhãn quan chiến thuật xuất sắc đến từ dàn xoáy của Liên minh màu tím này. Bây giờ họ đang áp sát gần hơn với cổng chính của nhà Tống rồi. Thì trận đấu chỉ còn 4 phút nữa thôi là kết thúc. Vâng, bây giờ thì phím ca đã xuất hiện nhiều hơn ở trên phần bình luận của anh em rồi. Khán giả của chúng ta ngày hôm nay quay xe nhanh như một cơn gió vậy. Đến bây giờ thì phím ca đã hiện nhiều hơn ở trên phần bình luận của anh em rồi. Anh em đang hướng tới một chiến thắng dành cho Kim Long và Ngáo. Tuy nhiên thì vẫn chưa thể biết được. Vâng, 1.474 điểm. Anh em nào nằm phím ca bây giờ đang bắt đầu mở nụ cười ở trong bụng được rồi. 1.474 điểm sau pha tấn công đầy xuất sắc. Mình sẽ cho anh em xem lại tình huống quay chậm với một pha phản công nhanh đến từ anh em bằng Kim Long và Ngáo như thế nào. Họ xuất hiện đằng sau cây một, sau đó tấn công trực tiếp vào cánh phải của anh em bằng Ma Giáo và Lương Sơn. Tình huống tấn công chủ động và đầy hiệu quả anh em ạ. Đến bây giờ thì bắt buộc Ma Giáo và Lương Sơn sẽ cần phải đẩy đội hình của mình lên. Thì Kim Long và Ngáo đang có được 1.474 điểm cách biệt rồi. Chưa một trận thiên tử nào mà nó lại kịch tính như thế anh em ạ. Tới những phút cuối cùng rồi và điểm số của chúng ta mới đang dừng lại là 1.474 thôi. Thêm một lần nữa chúng ta sẽ xem lại pha phản công mẫu mực đến từ anh em bằng Kim Long và Ngáo. Họ cho dàn tiền nhẫn bùa điên lao thẳng vào đội hình của Ma Giáo và Lương Sơn. Sau đó lực lượng tuyến hai áp sát một cách nhanh chóng. Có lẽ bây giờ Kim Long và Ngáo sẽ quay trở lại lối đánh quen thuộc. Họ sẽ dựng những chiếc xe buýt nhiều tầng ở phần cổng chính của nhà mình. Đồng đang về phía cổng 9 giờ rồi. Khả năng thì Ma Giáo Lương Sơn sẽ tổ chức một pha tấn công ở nơi đây. Nguyên soái của hai bên vẫn còn. Chúng ta chỉ có thể dựa vào điểm chênh lệch để phân định thắng thua mà thôi. Vâng, Kim Long và Ngáo đang di chuyển rất nhanh về phía khu vực ngã ba. Họ đã bắt được khá nhiều áp màu vàng của Kim Long và Lương Sơn rồi. Bài toán về tâm lý đang... Vâng, 564 điểm anh em ạ. Một pha phản công nhanh đến từ Kim Long và Ngáo. Năm trăm sáu mươi bốn điểm anh em ơi. Bây giờ những khán giả nào mà yếu thận mình nghĩ lên đóng bỉm vào, thậm chí thì để sẵn một cái bô ở dưới chân đi. Vậy đối những khán giả mà bị tụt huyết áp nhiều hoặc là tăng huyết áp thì có thể uống thuốc trợ tim. Bởi vì chỉ còn 1 phút nữa thôi thì trận đấu của chúng ta sẽ kết thúc. Và điểm chênh lệch của nó đang ở 564 thôi anh em ạ. 564 điểm. 1 phút nữa thôi.
Trận đấu quyết định ồ Lương Sơn TN01 và PS đã lao vào một tình huống cảm từ gã Thiên Nhẫn này. Tuy nhiên điểm cách biệt đã ra tăng lên là 3872 rồi. Thời gian đã trôi về những giây cuối cùng mà Giá và Lương Sơn đã đánh mất đi lợi thế của mình sau một pha di chuyển mất tập trung, đã mở ra cơ hội để cho anh em bằng Kim Long và Ngáo có thể lật kèo. Và một pha tấn công tổng lực của Ma Giáo vào Lương Sơn, cơ hội để làm nên chiến thắng của mỗi bên. Nếu Kim Long và Ngáo phòng thủ tốt ở trong trận đấu này thì họ sẽ giành chiến thắng, nếu không thì họ sẽ để cho ngôi vị thiên tử rơi vào tay của Ma Giáo vào Lương Sơn. Chúng ta đang đếm ngược rồi, những giây cuối cùng của trận đấu này anh em ơi. Anh em tiếc gì không thảo mình những cái team, những cái like nữa. Thời gian không còn nhiều, không còn nhiều nữa rồi. Quá anh em ạ, một trận đấu đầy cảm xúc và tôi cũng không biết kết quả là bao nhiêu sau trận đấu này nữa cơ. Nào. Trận đấu của chúng ta đã kết thúc rồi anh em ơi, và chênh lệch chỉ là 1486 điểm anh em ạ. 1486 điểm là kết quả của trận thiên tử ngày hôm nay. Qua gay cấn và kịch tính, và xin chúc mừng cho liên minh của Kim Long và Ngáo. Họ tiếp tục bảo vệ ngôi vương của mình và danh hiệu những ông vua của thiên tử. Xin chia buồn cùng với Ma Giáo và Lương Sơn, họ đang đứng rất gần với một chiến thắng rồi, nhưng chỉ một giây phút lơ là thôi, nó đã trả giá bằng kết quả như vừa rồi. Quá hay anh em ạ, một trận đấu xứng đáng dành cho những khán giả chúng ta đã bớt chút thời gian để ủng hộ Zik Việt Nam. Các em rất là nhiều, anh em có thấy không, chênh lệch ở một trong trận thiên tử kéo dài 60 phút chỉ là 1486 điểm thôi. Chúc mừng cho liên minh màu tím của anh em bằng Kim Long và Ngáo, và xin chia buồn với liên minh màu xanh của Ma Giáo và Lương Sơn. Họ không thể trách ai bằng việc tự trách chính mình sau tình huống bị anh em bằng Kim Long và Ngáo tấn công. Mình sẽ cho anh em xem thấy tình huống mà anh em bằng Lương Sơn và Ngáo họ đã thua ở chính tình huống này đây. Tình huống mà họ để cho Kim Long và Ngáo tấn công bất ngờ và mình rơi vào thế bị động. Đây sẽ là tình huống mà anh em bằng Ma Giáo và Lương Sơn sẽ cần phải nhớ tới nhiều hơn để rút kinh nghiệm trong những trận đối đầu khác cùng với Kim Long và Ngáo. Quá anh em ạ. Tuy nhiên thì dù thắng dù thua, các bang hội và liên minh của chúng ta đã cố gắng hết sức cho trận đấu này rồi. Anh em đang xem live stream thì có thể thả giúp mình những cái tim, những nút like. Bởi vì sau tiếng quay chậm này thì mình xin phép được dừng live stream. Các em rất là nhiều. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở trong tối ngày mai lúc 18 giờ trong sự kiện cổ mộ anh hùng vòng 2 của Zik Việt Nam. Các em rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em.